Chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại với livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại một vị khách hàng đã làm dịch vụ ở Thẩm mỹ quốc tế Bali với công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm. Thì hãy cùng trò chuyện với chị xem là sau 3 tuần chị làm dịch vụ này thì da của chị đã được tiến triển như thế nào nhá. Dạ vâng, em chào chị Sâm ạ. Chị Sâm ơi, hôm nay thì sau 3 tuần mình làm dịch vụ thì mình đã thấy da của mình cải thiện như nào rồi ạ? Xin chào quý vị. Da của chị thì bây giờ tình hình là cải thiện rất là ok rồi. Là những cái rãnh cười là không còn nữa này. Rồi những cái đuôi khóe mắt chân chim là cũng hết hẳn. Cái mắt của chị trước là nó cứ cảm giác nó sụp nhiều xuống ấy. Nhưng mà bây giờ nó căng ra nó đỡ hơn rất là nhiều mà lọng cằm thì không còn nữa. Đấy, cái vầng trán của chị trước kia là nó cứ nhăn tầng nhấn sâu xuống ấy. Nhưng mà bây giờ là cũng là hiện tại là hết rồi. Mà may quá kịp diện tết đấy ạ. Kịp diện tết đúng không ạ? Thì bác sĩ ơi, bác sĩ đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của chị Sâm sau khi làm dịch vụ Bali nâng cơ siêu vi điểm ạ? Đối với da của chị Sâm ấy, sau 3 tuần thì đây là một kết quả mà ngay đến mình cũng không thể nào mà có thể đoán trước được. Thành công quá. Đúng rồi, quá thành công. Bởi vì là thực ra là qua cái phương pháp nâng cơ siêu vi điểm này thì mình đã cải thiện được khá là nhiều. Tức là gần như là tối đa toàn diện khuôn mặt của chị ấy. Và ngoài ra là kết hợp với cái bước chăm sóc của nhà chị ấy thì gần như là cái kết quả đó là tối đa rồi. Đấy, và em mong rằng là sau cái liệu trình này thì chị có thể giữ và có thể chăm sóc được các bước chăm sóc của nhà ấy, có thể giữ được cái kết quả này lâu nhất. Đó. Quý vị ạ, chị Sâm thì vừa mới làm xong cái dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và quý vị có thể thấy thì gương mặt của chị rất là căng bóng, rất là đẹp, và đặc biệt là những cái nếp nhăn ở vùng đôi mắt cũng như là vùng rãnh cửa của chị đã được cải thiện hoàn toàn rồi, trông rất là đẹp. Và quý vị đang gặp phải cái tình trạng giống như chị Sâm trước đây, đó là bị nhăn vùng đôi mắt này, vùng rãnh rồng bị sâu, thì hãy liên hệ ngay với Thẩm mỹ quốc tế Bali qua hotline là 0386463463 để được đặc biệt cũng như tư vấn. Và chúng ta quay trở lại với chị Sâm một chút, là chị Sâm có chia sẻ là trước đây là chị đã sinh đến bé thứ ba đúng không ạ? Vâng đó, và cái quá trình sinh nở của chị và sau sinh cái phần collagen của chị đã bị thiếu hụt rất là nhiều, khiến cho chị bị vùng nếp nhăn cũng là da bị chảy xệ, khô ráp rất là nhiều. Và sau khi mà sử dụng cái dịch vụ Bali nâng cơ siêu vi điểm thì mọi collagen cũng như là elastin của chị đã được bù đắp vào, và hiện tại thì da của chị rất là đẹp rồi. Chị Sâm có thể chia sẻ giúp em là sau khi mình làm cái dịch vụ này xong ấy về thì mọi người có nhận ra chị đã lại đi làm đẹp không ạ? Đúng ra ấy, thì trước kia lúc là 25 tuổi ấy, là chị đã có cái hiện tượng bị như vậy rồi. Thì đến khi sinh em bé thứ ba này xong thì nó nhăn quá nhiều luôn, nên là bắt buộc mình phải tìm đến một cái thẩm mỹ viện mà mình tin cậy. Và mình đã tìm đến Bali, và thật sự thì mình cho mình một cái kết quả thật sự là không ngờ luôn. Trẻ đẹp rất là nhiều, phải đến không phải nói đấy, nhưng mà cứ đến 7-8 tuổi là đến trẻ ăn hơn hẳn luôn ấy. Đấy, thế thì về thì thật sự là mọi người cũng ngạc nhiên mà không ngờ, chỉ có mấy tuần không gặp mình thôi, đến 3 tuần mà khác hẳn luôn. Gần hôm nọ đi họp lớp ấy, các bạn bảo là chi ôi thế sao làm gì mà sao dạo này đẹp thế, xinh thế, trông trẻ ra rất là nhiều. Xong ngoài kia cũng nhiều người hỏi lắm. Thì nói chung là mình cũng nói thật là mình đến đấy thì để cho các bạn nghe, các bạn nào mà có gặp phải cái tình trạng như mình thì cũng tìm đến thẩm mỹ viện để cho mình đẹp xinh hơn. Bởi vì đàn bà mà ai chả cần phải thích đẹp thích xinh rồi đấy. Đấy, cái đẹp xinh nó rất là lợi hại nha em nhá. Đấy, nghe chồng chị nhá, chồng chị mà bây giờ yêu chị lắm, hơi ốm một cái ui bê cháo lên tận giường rồi, rồi đi đâu một cái ui Sâm ơi đi với anh nào, rồi hay mình cần phải đi đâu ơi thôi đây em đừng đi để anh đeo đi. Ui rồi đó là điều rất là tuyệt vời khi mà thẩm mỹ quốc tế Bali đã đem lại được cho quý vị khách hàng cũng như là chị Sâm. Và quý vị khách hàng ơi, đúng như chị Sâm đã nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Hãy chỉnh chu, hãy yêu bản thân mình thì mọi người xung quanh chúng ta sẽ yêu chúng ta hơn. Và quý vị hãy nhanh chân tới với Thẩm mỹ quốc tế Bali để chúng tôi có thể làm đẹp cho quý vị. Mọi khuyết điểm, mọi sự lão hóa sẽ được giải quyết hết chỉ sau một tiếng thôi ạ. Và địa chỉ của Thẩm mỹ quốc tế Bali là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể gọi điện qua hotline là 0386 463 463 để đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào và gặp lại trong những livestream lần sau.